mẹ thích nhất cái kiểu đấy nha. Em bây giờ đấy chưa? Anh chắc mua tạm tạm gì ra ngoài và không có chỗ ngồi. Ừ, quanh đây thì cũng đã mấy đồ này ăn không ra gì nhỉ? Chiếm này. Chiếm đâu? Chiếm đây. Chiếm cũng đi qua rồi. Nghe rồi con đừng, con nhìn thấy rồi. Con chỉ thấy là vào người khác. Ôi xem cái ảnh này. Mới quạt. Con xuống con đi bộ đi. Đi chơi mà sao thì cứ mẹ nhau này. Buồn chết. Kìa. Ông bù phẹ. Chơi đi bố. Không chơi bố à? Có làm gì đâu. Bây giờ vừa đi ra vừa thăm tháp đây, không ở trong này nữa đâu. Vừa ra vừa ngắm cái tháp ở bờ sông. Ta tổng rồi này. Đi về đi à. Đi về. Về. Về thôi. Tôi tin đưa tàu cho về trước nhá. Chỗ này đông nhỉ. Cửa ra vào. Xe của cảnh sát này, xe đạp này. Đấy, mấy xe đạp trắng trắng này của cảnh sát đấy. Phỏng vấn này. Ở bên kia đường khó luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Không giải quyết được cái gì. Có chưa? Đây, bây giờ đi vào con mini mua đấy. Xe vẫn nhìn đi chứ, xe vẫn đi chưa? Tỏi kêu quay quái. Ai kiến sáng bắt thì tôm. Đi ra nhìn đi cái vòng vàng kìa chưa? Đấy, có vỏ quả bầu đấy. Bầu á? Nó ở đây là gì? Cục cỏ. Thế á? Cục cỏ nó kêu. Từ lúc anh chụp có chụp được ảnh không? Vì ấn tay này không có chuẩn đâu. Đi nó chỉ kia. Đi. Mẹ Thảo đi mua nhá. Hay tin đi xuống đi mẹ Thảo đi. Bố quay ở đây. Quay cổng này. Đi xuống đây. Đi xuống đây mẹ biết tin vào chỗ. Không bố ví cho bố cho kia. Đi với mẹ đi. Ủa đợi đây nhá. Đứng đây thôi.